ấy luôn to mồm đúng hay sai, và nhiều khi giận dỗi muốn nói nhưng lại thôi, thế nên bao năm nay cứ như vậy. Tôi có một người bạn thích khoe khoang sang giàu, thế nhưng khi tiệc tùng bấy khi hùng, tìm nhiều nhưng chưa chắc giúp đỡ được một ai, có khi nợ nần lung tung cầm cố xe nhà. Chẳng thật thà, tôi có một người bạn vốn kinh doanh đa ngành, thuyết ngôn như học hành rất thâm sâu, thực lòng trong suy nghĩ chỉ muốn lừa lọc thôi, cố ăn bao nhiêu năm rồi cũng đi.